cô sẽ hướng dẫn các con sướng nốt bài những ngôi sao nhỏ nhá. Bây giờ các con sẽ đọc to rõ ràng theo cô. Mời cả lớp lắng nghe câu thứ nhất. Đồ đồ son son la la son, fa fa mi mi re re đồ. Đồ đồ son son la la son, fa fa mi mi re re đồ. Lắng nghe, đây là nốt gì nào? Cô mời bạn Chỉ Hiếu. Giỏi lắm, cô mời bạn Tung Quân. Con hãy đan vô đan của con nào. Đây là một trích đoạn trong cái bản nhạc lễ hội của các con thú của nhạc sĩ Xanh Xăng người Pháp. Bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe nhé.